Nhị sư huynh, huynh đang nhìn cái gì vậy? Ta nhìn đệ không biết sao? Ta hỏi đệ, sao dọc đường đệ cứ thở dài hoài vậy? Đại sư huynh đi rồi, thấy cũng hơi tiếc. Ê, ta cũng giống như đệ. Đại sư huynh đi rồi, tới cả một người nói chuyện cho đỡ buồn cũng không có nữa. Lão trư buồn chán lắm rồi. Sư phụ, cho dù đại sư huynh có làm sai thật đi nữa, thầy cũng không nên đuổi huynh ấy đi. Đại sư huynh đi rồi thì chặng đường đi Tây Thiên thỉnh kinh có gì hứng thú đâu. Đại sư huynh nói cũng có lý. Hơn nữa, những việc trừ yêu diệt ma không ai giỏi hơn đại sư huynh. Đại sư huynh không có ở đây, trên đường đi không biết phải gặp bao nhiêu nguy hiểm nữa. Xin sư phụ từ bi đại lượng, tha cho đại sư huynh lần này. Sư phụ chỉ cần gật đầu thôi, lão trư sẽ tìm huynh ấy về để tạ tội với thầy. Đừng có nhắc tới hắn nữa. Cho dù hắn giỏi tới đâu mà không có lòng từ bi thì có gì tốt chứ. Sư phụ trước giờ luôn khoan hồng rộng lượng, sao tự nhiên hôm nay nhỏ nhặt dữ vậy? Nếu như con còn nói nữa, ta cũng không cần con cùng ta đi Tây Thiên. Chúng ta rời khỏi thôn lúc canh năm, đi nửa ngày trời, vừa đói vừa khát. Ai sẽ đi xin cơm chay đây? Sư phụ, thầy xuống ngựa nghỉ ngơi đi. Lão trư đi xin cơm chay. Bác Giới, hình như bên đó có thôn trang. Còn nhớ đi sớm về sớm đó. Con biết rồi. Nếu có đại sư huynh ở đây, việc gì lão trư phải làm việc này chứ. Thiệt là. Sư phụ, thầy có thấy khô miệng không? Để con đi lấy nước cho thầy uống. Ở nơi hoang vu như vậy, lấy đâu ra chỗ xin cơm chay chứ. Nếu có đại sư huynh ở đây, dùng cân đổ dân, nhảy một cái 10 vạn 8 ngàn dặm rồi, mình cũng đâu phải vất vả như vậy. Sư phụ à, lão tôn quay lại rồi đây. Ngươi quay lại làm gì? Lão tôn biết là sư phụ nhớ con mà. Ai nói ta nhớ ngươi? Đừng quay lại làm phiền ta. Sư phụ, bát nước suối tinh khiết này, sư phụ uống trước đi, uống cho đỡ khát cái đã. Sau đó lão tôn đây đi xin cơm chay về cho sư phụ hả? Ta không uống nước ngươi mang tới đâu. Cho dù có chết khác ta cũng không uống. Ngươi đi đi. Sư phụ à, nếu không có lão tôn bảo vệ người mà người vẫn muốn đi Tây Thiên thỉnh kinh sao? Sư phụ nằm mơ đi. Thôi mà, uống chút đi. Có đi được hay không không liên quan gì tới ngươi. Đi đi. Ngươi có nể mặt ta không đi? Con lừa chết đi. Nhị sư huynh, huynh đang làm gì vậy? Có làm gì đâu. Không phải huynh đi xin cơm chay sao? Vậy sao trốn ở đây ăn một mình? Sư phụ còn đang chờ chúng ta đó. Hả? Sư phụ, sư phụ à, sư phụ, thầy bị sao vậy sư phụ? Sư phụ, sư phụ, sư phụ à, sư phụ, như vậy là sao? Hành lý cũng không thấy ở đây, chắc là gặp phải đạo tặc, bọn chúng giết hại sư phụ, cướp đi hành lý rồi. Chuyện tới nước này, đừng nói nhiều nữa. Lão sa, để canh chừng thi thể của sư phụ, chờ ta đem bạch mã đi, tìm nhà ai tốt một chút để bán. Kiếm một chút ngân lượng để mua quan tài cho sư phụ. Sau khi mai táng xong, chúng ta cũng đường ai nấy đi, giải tán là xong. Sư phụ, sư phụ à, sư phụ, người thấy sao rồi? Sư phụ, thầy chưa chết hả? Sư phụ, là ai đã ra tay với thầy vậy? Là con khỉ đó. Chính hắn đánh ta như vậy. Cái gì? Là đại sư huynh sao? Con khỉ ngang ngược đó. Đại sư huynh này, sao có thể ra tay tàn độc như vậy chứ? Các con dự đi. Ngộ không liền quay lại làm phiền ta.
ta kiên quyết không chấp nhận hắn, nên hắn đã đánh ta một gậy. Đại sư huynh, sao lại ra tay độc ác như vậy? Ê trời, cái con khỉ ngang ngược đó không có lương tâm gì hết, sao dám ra tay với sư phụ như vậy được? Tuy là có hơi cứng đầu, nhưng mà huynh ấy cũng không thể ra tay với sư phụ tàn độc như vậy đâu. Có khi độc bọ cạp trên người của huynh ấy đã tái phát nên mới làm ra những chuyện như vậy. Giờ phải làm sao đây? Đại sư huynh đã đem hành lý về qua Quả Sơn luôn rồi, đâu có đòi lại được. Bất kể ra sao cũng phải tìm hành lý về đây. Để đệ tử Ngộ Tịnh đi cho, con gặp được huynh ấy thì con nhất định. Để ta đi cho, ta biết đường tới qua Quả Sơn nè. Bạch Giới, con không thể đi được. Con nói năng thô lỗ, nếu như trong lúc nói chuyện mà có gì thất thố, hắn lại động thủ đánh con thì làm sao? Hắn dám đánh con hả? Hắn mà đánh con thì nợ cũ nợ mới tính luôn một thể. Ngay cả ta mà hắn còn dám đánh, sao lại không dám đánh con chứ? Ngộ Tình à, con đi Nam Hải một chuyến, mời Quan Âm Bồ Tát đứng ra chủ trì công đạo. Dạ sư phụ. Cũng được cũng được. Sư đệ đi sớm về sớm nha. Vậy huynh nhớ chăm sóc tốt cho sư phụ. Nhớ cẩn thận đó. Được. Đại sư huynh không phải người như vậy, mình phải tìm huynh ấy, nói rõ đầu đuôi rồi mới tính tiếp. Ra đây! Đại sư huynh mau ra đây! Ra đây! Đại sư huynh! Huynh ra đây! Huynh mau ra đây! Đại sư huynh! Sư huynh! Huynh đang ở đâu? Đại sư huynh! Huynh đang ở đâu? Đại sư huynh! Huynh vẫn còn tâm trí ở đây chơi đùa sao? À, thì ra là lão Sa. Cơn gió nào thổi đệ tới đây vậy? Đại sư huynh, lúc nãy huynh có quay về gặp sư phụ không? À, sư phụ hả? Ta gặp sư phụ để làm gì? Rõ ràng sư phụ đã nói lúc nãy thầy bị huynh đánh. Tại sao ta phải đánh ông ấy? Đại sư huynh, đừng tiếp tục làm càn nữa. Sư phụ tuy nhất thời tức giận niệm chú để đuổi huynh đi, nhưng mà huynh cũng không nên đánh sư phụ như vậy, lại còn cướp hành lý nữa. Xin sư huynh niệm tình sư phụ đã giải thoát cho huynh mà theo đệ quay về để tạ tội với sư phụ, rồi cùng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh để tu thành chính quả. Không sai, lão tôi cũng đang định đi Tây Thiên đây. Lão Sa, đệ có đồng ý đi với ta không? Sư huynh, chuyện đó cần phải hỏi nữa sao? Hả? Chuyện này là sao vậy? Sư phụ, sư phụ, nhị sư huynh, Tiểu Bạch Long, mọi người tới đây từ khi nào vậy? Đại sư huynh, họ bị làm sao vậy? Lão Sa, để đem theo bọn họ, chúng ta cùng đi Tây Thiên. Lão Tôn phải tự mình đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh đây. Huynh nói sao? Huynh nói như vậy là sao? Không phải chúng ta phải bảo vệ sư phụ đi Tây Thiên thỉnh kinh sao? Sao huynh lại nói tự mình đi thỉnh kinh? Phật tổ sẽ truyền kinh cho huynh chắc. Nghe ta nói đây lão Sa, để nhìn đường tăng với thư bắt chứ đi. Bọn họ đã thành con rối hết rồi, kinh không giao cho ta, không lẽ lại giao cho bọn họ? Huynh, đại sư huynh, huynh càng nói càng loạn. Để đừng nói nữa, ta chỉ hỏi đệ có đi với ta không? Chuyện này á, để còn do dự gì nữa. Nếu như đệ không bằng lòng thì cũng không có gì ghê gớm hết.
ta chỉ còn thiếu mỗi đệ thôi. Được rồi, coi như là huynh có bản lĩnh. Hả? Hả? Lão Sa, nếu như đệ không đi thì hắn đi. Ngươi là ai? Ta là Lão Sa. Sa Hòa ta thượng là Lão Sa. Sa Ngộ Tịnh. Sa Tăng là ta. Sa Hòa Thượng là ta. Sa Ngộ Tịnh cũng là ta. Không đúng, ta mới là Sa Ngộ Tịnh, Sa Hòa Thượng. Nghe đây, ta chính là Sa Tăng theo sư phụ đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Sa Hòa Thượng, Sa Ngộ Tịnh, Sa Hòa Thượng. Nghe đây, ta cũng chính là Sa Tăng bảo vệ sư phụ đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Đừng có nói sao vậy, ta mới chính là người bảo vệ sư phụ đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Người Sa Hòa Thượng, người Sa Tăng. Tăng giả. Sa Hòa Thượng giả, ta mới chính là Sa Tăng thật bảo vệ sư phụ đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Ngươi là Sa Tăng giả. Hậu tử, những người huynh biến tất cả đều là giả. Biến ra sư phụ giả, nhị sư huynh giả, còn giả cả ta nữa. Ai nói người là giả, đều là thật đó. Sư huynh, ta đã cố nhọc công khuyên nhủ, huynh đừng làm càn nữa. Nếu không, huynh đừng có trách ta thủ hạ vô tình. Lão Sa, không lẽ đệ lại muốn cùng với Sa Hòa Thượng ta biến ra đấu tay đôi à? Dám gạt ta sao? Để dám đánh hậu tôn của ta. Ta thấy tên Sa Hòa Thượng ngu ngốc đệ thật là không biết điều, còn muốn bảo vệ đường tăng người trần mắt thịt đó đi Tây Thiên Thỉnh Kinh sao? Huynh tưởng biến ra những tên giả mạo này thì có thể lừa gạt được Phật tổ à? Hả? Giả mạo? Ai nói là giả mạo chứ? Các người có cái này không? Ta thấy các người mới là giả. Bớt đi tên đường tăng người trần mắt thịt, bay về một cái là tới Linh Sơn. Tới lúc đó bốn người bọn ta sẽ trở thành thật. Các người có bản lĩnh thì tới sau đi, lão tôn ta sẽ đợi ở trước mặt Phật tổ xử lý đám đồ đệ giả các người. To gan, ngay cả Phật tổ mà cũng dám gạt. Người gạt Phật tổ không phải là ta, mà là đám đồ giả các người. Ta nói ta là thật thì tất nhiên là thật. Đệ đừng có ngốc như vậy nữa Lão Sa. Hôm nay người bị đuổi là ta, nhưng nếu ngày mai đệ làm sai chuyện gì thì đệ cũng sẽ bị đuổi đi. Cho tới lúc đó đệ mới tới tìm lão tôn thì ta đã đi Tây Thiên sớm rồi. Sao phải khổ sở như vậy chứ? Chỉ bằng đệ cứ ở lại đây, chúng ta gọi thêm bát giới nữa cùng đi Tây Thiên, làm gì phải quan tâm tới tên đường tăng chứ. Đừng nói nữa, huynh đúng là vô lễ. Ta chỉ có một sư phụ thôi. Cho dù phải chết ta cũng không hài lòng. Chỉ có một mình con khỉ huynh vô ân phụ nghĩa. Nếu như không nhờ sư phụ giải cứu cho hai chúng ta thì lấy đâu ra cơ hội đi Tây Thiên tu thành chính quả? Ta khinh cái chính quả đó. Lão tôn ta sẽ tự mình đi cầu xin Phật tổ, cần gì phải xin ông ta? Như vậy thì ta cũng đỡ phải ngày nào cũng nghe ông ta lảm nhảm cằn nhằn. Lão Sa, đệ đừng ở đó nói linh tinh nữa. Rốt cuộc đệ có ở lại đây không? Ngang ngược. Tuy là huynh có bản lĩnh, nhưng mà Lão Sa ta, cho dù có chết ở đây cũng tuyệt đối không đi cùng huynh. Đặt con, đánh hắn cho ta. Dạ.
con khỉ nhà ngươi đúng là vô lễ. Đừng để ta đi bẩm báo với lại Quan Thế Âm Bồ Tát. Không tiện, không tiện, không tiện à. Bồ Tát, Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, người đang ở đâu? Sao cô Tịnh, sao ngươi không bảo vệ đường tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh mà lại tới đây? Huệ Ngạn hành giả, Sa Ngộ Tịnh có chuyện cần tìm Quan Thế Âm, xin cho ta gặp. Có chuyện gì? Lão Sa, hầu tử đứng đó, ta giết ngươi. Sa Ngộ Tịnh, có chuyện gì cứ nói với ta trước đã. Hầu tử ngang ngược, trên đường đi làm vô số chuyện ác. Lần trước ở bên sườn núi, hắn đánh chết một tên sơn tặc chặn đường cướp của. Sư phụ trách hắn, thật là không ngờ. Tối hôm đó bọn ta lại ở nhà của chính tên cầm đầu. Lần này hắn lạnh lùng đánh bị thương cả đám sơn tặc, còn giết thêm mấy tên sơn tặc nữa. Sao đệ lại nói giùm bọn chúng như vậy chứ? Sư phụ mắng hắn mấy câu rồi đuổi hắn đi. Sau đó hắn bỏ đi. Ta và nhị sư huynh đi tìm thức ăn và nước uống. Hắn thấy bọn ta không có ở đó, quay lại đánh sư phụ một trận, còn cướp đi cả hai túi đồ hành lý. Sau khi bọn ta quay về mới giúp cho sư phụ tỉnh lại, ta liền tới Hoa Quả Sơn để đòi lại hành lý. Nhưng không ngờ hắn lại trở mặt, không thèm nhận tội. Cho nên ta mới tới tận đây để tìm gặp Bồ Tát. Ai ngờ hắn dùng cân đổ dân bay tới đây trước. Để đó tầm bậy. Hả? Nói cái gì vậy? Ngộ Tịnh, ngươi đừng vu oan. Ngộ Không đã tới đây được 4 ngày rồi, vẫn luôn ở bên cạnh Bồ Tát. Làm gì có ý định mời Đường Quyền Trang khác đi tự mình đi thỉnh kinh chứ? Chính mắt ta nhìn thấy hắn làm loạn ở Thủy Liêm Động. Hả? Sao ta có thể nói dối được? Nếu đã như vậy ngươi đừng nóng vội. Để Ngộ Không cùng ngươi về Qua Quả Sơn xem sao. Đến lúc đó mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Vẫn là Huệ Ngạn nói câu này rất hay đó. Con khỉ ngang ngược, có phải muốn nhanh chóng quay về để giở trò không? Để không chê mình quá chậm chạp mà chê ta quá nhanh là sao? Nào các con, nào. Đó huynh xem, hắn giả mạo huynh có phải không? Cái tên cháo đùa. Ngươi là yêu quái phương nào lại dám biến thành hình dáng của lão tôn? Ngươi mà là tên giả dạng ta, lại còn dám tới động của ta gây chuyện, xem ta xử lý ngươi đây. Ngươi rốt cuộc là thứ lão tôn nào? Ta chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đây. Đại sư huynh, Các con nghe ta nói đây. Nghe ta nói đây các con. Ta mới chính là Tôn Ngộ Không thật, còn hắn là giả. Các con đã bị hắn gạt rồi. Các con ta mới chính là ông của các con, còn hắn chính là giả. Hắn mới là giả đó, ta mới là thật. Hắn là giả đó, ta mới là thật. Hắn là giả, ta mới là thật. Hắn là giả đó, ta mới là thật. Người bắt chúng ta, bắt chúng ta. Hey!
Ngươi giả ta, ngươi giả ta. Hả? Đại sư huynh, ngươi giả ta, ngươi mới là giả ta. Ngươi giả ta. Đại sư huynh, ngươi giả ta, ngươi mới là giả ta. Ngươi giả ta, ngươi giả ta, ngươi giả ta. Nghiệt súc, còn không mau buông tay chịu trói. Bồ Tát. Hả? Bồ Tát, ngươi tới thật đúng lúc. Tên này dám giả dạng đệ tử, đã thương sư phụ đệ tử còn cướp hành lý. Hắn chiếm thủy liêm động của ta, ta giao đấu với hắn nhưng bất phân thắng bại. Các ngươi tạm thời ngừng tay, đứng sang hai bên đi, để ta quan sát cho kỹ. Hả? Đa tạ huệ nhãn của Bồ Tát, giúp cho đệ tử phân biệt thật giả, phân biệt rõ thân phận. Ta là giả. Đừng cãi nhau nữa. Ta tự có cách phân biệt. Tốt. Bồ Tát, đây là ba sợi lông cứu mạng người đã ban cho đệ tử mà. Ta biết. Hai người các ngươi, mỗi người trông chừng một tên, để ta niệm khẩn cô chú, xem người nào đau đầu, đó chính là sự thật. Còn không đau, chính là kẻ giả mạo. Sư huynh, Bồ Tát à, người đừng niệm nữa. Bồ Tát đừng niệm nữa, 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 Bồ Tát đừng niệm nữa. Ngộ Không, rốt cuộc ai mới là ngươi đây? Ta là thật, còn hắn là giả. Hắn ta là giả, còn ta mới là thật. Ngươi là giả, ngươi là giả, ta mới thật. Ngươi là giả, ngươi là giả. Năm đó ngươi đã đại náo thiên cung, thiên binh thiên tướng đều biết đến ngươi. Tốt nhất ngươi hãy lên thượng giới để họ giúp ngươi phân biệt thật giả. Đa tạ Bồ Tát. Bồ Tát.
Ngộ Tịnh, ngươi quay về bảo vệ sư phụ đi, nói rõ cho người biết sự tình. Tuân lệnh. Sư phụ, sư phụ à, thầy uống chút nước đi. Ngộ Tịnh, có thật là Bồ Tát cũng không phân biệt được ai là Tôn Ngộ Không giả không? Đúng vậy, nhưng mà bọn họ cũng đã làm theo lời của Quan Âm Bồ Tát lên thiên đình rồi. Con tin là không lâu nữa sẽ có kết quả. Không phải đâu, sự này mới đúng. Ta mới là thật. Không hiểu tại sao tự dưng có tới hai con khỉ vậy. Cái gì mà hai con khỉ, chỉ có một thôi. Sao người bắt trước ta nói rồi? Lão Ngọc Đế, chỉ vì tên yêu quái này đã biến hình thành lão tôn thôi. Ôi trời, rốt cuộc ai là thật ai là giả đi? Thác tháp Lý Thiên Dương có thần, hãy dùng kính chiếu yêu của Khanh để chiếu cho ta xem. Ta muốn xem thử tên nào là thật, tên nào là giả, nhất định phải phân được rõ thật giả. Tuân chỉ. Dùng kính chiếu yêu để chiếu thử đi, chiếu đi. À, lão Bộc Đế, ông còn nhớ không? Năm đó lão Tôn đã trộm tiên đan nên bị nhốt ở trong lò luyện đan của lão quân, chịu không ít khổ sở. Tên yêu quái này chưa từng ăn tiên đan nên chắc chắn là giả. Khởi bẩm bệ hạ, thần cũng khó phân biệt thật giả. Kinh mong bệ hạ phân biệt. Ta mới là thật. Ta không phân biệt được thật giả. Các khanh thật là giả chứ. Có ai phân biệt được thật giả không? Ai là giả? Ta mới là thật. Có phân biệt. Còn phải xem xét nữa sao? Ta mới là thật, hắn là giả. Nếu không phân biệt được, ta đi tìm sư phụ của ta. Đi. Sư phụ, hầu ca tới rồi. Sư phụ, mau đi. Sư phụ tới rồi, đừng đánh nữa. Sư phụ, con là thật, hắn ta là giả. Con mới là thật, hắn ta là giả. Con mới là thật đi, con mới là thật. Ngươi là đồ giả, sư phụ, sư con mới là thật. Ngươi là giả, niệm con là thật, cô chú là thật đi. Xem thử ai đau thì người đó chính là thật, còn không đau thì chính là giả. Sư phụ, con là Ngộ Không thật, còn hắn ta là giả. Con là Ngộ Không thật, hắn ta mới là giả. Ê, trời ơi, đừng có đợi nữa, sư phụ niệm đi. Sư phụ đừng có niệm. Đừng niệm. Lúc Bồ Tát dùng cách đó nhưng mà vẫn không phân biệt được, không phân biệt được đâu. Chỉ làm cho lão Tôn bị đau đầu thôi. Vì ta hỏi các ngươi, ta đây tên họ là gì? Quốc dư Đông Tổ Đại Đường gọi ta là gì hả? Đúng, huynh. Con biết. Họ của sư phụ là Trần. Quốc Dương Đại Đường gọi sư phụ là Ngữ Đệ. Hả? Đây là Ngộ Không hả? Đúng rồi. Con là Ngộ Không đi. Được, vậy thì ta sẽ hỏi con. Sư đồ của chúng ta đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, Bồ Tát đã tặng cho ta ba món bảo vật gì? Con biết. Một cà sa gấm, một cây tích trượng, có dòng khẩn cô trên đầu của lão Tôn. Hả? Tin này cũng nói đúng. Ngộ Tịnh, chuyện này làm khó cho ta quá. Sư phụ con là thật mà, con mới là thật. Lúc chúng ta ở động Tỳ Bà, ngươi bị gai độc của bò cạp tinh đâm trúng chỗ nào? Ngươi mau nói đi. Ta biết. Ta không hỏi ngươi, không cần nhiều lời. Lát nữa hả nói. Ta mới là thật, để ngốc quá đi. Ngộ Tịnh, đâm trúng đầu của lão Tôn, tới giờ vẫn còn đau đây. Nhị sư huynh, bị con yêu tinh đó làm bị thương ở chỗ nào? Đúng vậy, ngươi nói đi. Bị thương ở còn phải hỏi sao? Làm bị thương cái miệng của tên ngốc này, còn là lão Tôn đi nhờ Mão Nhật Tinh Quang giải độc giúp cho bác giới nữa. Sao sư đệ, sao đến ta mà đệ cũng không nhận ra nữa hay sao? Hả? Ngươi là giả là thật? Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Để lão Trư hỏi hai người nè. Lão Trư bình thường thích ăn nhất là ba cái thứ gì hả? Hai người không cần phải tranh nhau đâu. Sau khi ta đếm 1 tới 3, hai người bắt đầu giành quyền trả lời. Đừng để tên giả mạo đó lừa. 1, 2, 3, bắt đầu. Gái đẹp, ăn cơm và ngủ. Nói bậy. Sư phụ, họ đều trả lời đúng rồi. Giờ phải làm sao mới được đây? Hai sư đệ, bảo vệ sư phụ, đợi ta và hắn đánh nhau đến Diêm La Điện để phân biệt thật giả. Đi.
Sư đệ, nếu để đến Hoa Quả Sơn nhìn thấy người ta lấy hành lý của nhà mình, tại sao không giành lại chứ? Để đến Hoa Quả Sơn nhưng không thấy hành lý nên mới quay về tay không bẩm báo với sư phụ. Trời ơi, đúng là vô chủng. Các đồ đệ, chuyện này nhất thời không thể nào phân biệt được ai là thật ai là giả, nhưng đi Tây Thiên vẫn là quan trọng nhất. Một trong hai con hãy đi lấy hành lý về đây. Sư phụ, để con đi thì hơn. Mau lên, mau bẩm báo đi. Có chuyện gì? Ai đang cãi nhau? Hả? Không hay rồi, Tôn Ngộ Không đến. Tôn Ngộ Không đến à? Nhưng mà thế nào? Vẫn chưa lấy được chân kinh. Hắn chạy tới chỗ ta để làm gì? Hả? Sư phụ, qua người nhìn kia. Hai người các ngươi dừng lại mau. Chưa nghe Quan Âm Bồ Tát nói chuyện nào. Thủy Thiên Tôn, hãy nói đi. Hai chúng ta ai là thật còn ai là giả đi. Được, để ta xem. Hai người các ngươi chắc chắn có một kẻ là giả. Em nói thừa, bọn ta tới tìm ông là để làm cái gì đây? Ta biết rồi, nên chửi ta chắc chắn là thật, còn ngươi là giả. Cái tên Nguyên Thủy Thiên Tôn này, ta còn tưởng rằng ông có thể phân biệt thật giả. Hóa ra ông cũng chỉ là một tên hồ đồ, không hơn không kém. Cái tên đang chửi ta, hắn là thật, còn ngươi là giả. Cái tên này, ông là con trai của bàn cổ đó. Nếu ta là cha ông, ta đã đá chết ông từ lâu rồi biết chưa? Ngươi còn biết tên của cha ta nữa à? Được, vậy thì ta biết rồi, ngươi là thật, còn hắn là giả. Thì đúng là hồ đồ. Hồ đồ quá đi. Hai người đều chửi ta, vậy hai người đều là thật. Mặc kệ hắn ta đi, chúng ta đi chỗ khác phân biệt thật giả. Đúng, đi. Đừng đi mà. Đại thánh, người đến U Minh chỗ ta có chuyện gì không? Người bớt nói lại một chút đi. Ta nói cho người biết, tên yêu hầu này hắn giả mạo lão tôn mới là thật đây. Nè, ông hãy mau rút coi lại sổ sinh tử xem tên yêu hầu này xuất thân từ đâu. Ra đi, ta mới là thật. Bán quan coi sổ đâu rồi? Dạ có hạ quan. Theo lời của đại thánh, kiểm tra từ đầu đến cuối cho ta. Dạ bẩm đại dương, lúc nhỏ đại thánh đắc đạo đã từng đại náo âm ti, xóa hết tên trong sổ cùng một lúc. Sau đó hễ là thuộc họ khỉ đều không có danh hiệu, không tra ra được gì. Hai con khỉ kia không được làm bậy. Địa Tạng Dương Bồ Tát ở đây. Hey, con đế thích này có thể làm gì hả? Đại thánh không biết thôi. Con đế thích này của Tiểu Dương là một con linh thú. Nó quỳ xuống lắng nghe là biết ngay mọi chuyện thuộc tứ đại bộ châu Sơn Xuyên Xã Tắc và Đông Thiên Phúc Địa. Lóa trùng, lân trùng, mao trùng, vũ trùng, côn trùng, thiên tiên, địa tiên, thần tiên, nhân tiên và cả quỷ tiên, nó đều nhận biết thiện ác, phân biệt tốt xấu. Được, vậy ông mau kêu nó qua đây đoán thử đi, mau lên. Được, đợi một lát. Tuy đã biết được ai là yêu quái, nhưng mà không thể vạch trần ngay được. Trung Dương cũng không thể giúp sức bắt nó. Chuyện này tại sao lại không thể giúp sức bắt hắn chứ? Pháp lực của nó không thua gì Tôn Đại Thánh. Liệu thần ở U Minh có bao nhiêu pháp lực để bắt được nó? Phật pháp vô biên, hai người bọn họ trông giống hệt nhau, thần thông như nhau. Nếu muốn phân biệt thật giả thì phải đến Tây Thiên để nhờ Như Lai.
Nói đúng lắm, nói đúng lắm. Địa Tạng Vương nói rất đúng. Bọn ta sẽ đến Tây Thiên nhờ Phật Tổ phân biệt thật giả. Đi. Buông ta ra, 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 buông ra, buông ra, buông ra, buông ta ra, mau buông ta ra, buông ta ra, buông ra. Ngộ Không, hãy dừng tay. Bẩm Phật Tổ Như Lai, có yêu tinh này dám giả dạng lão tôn, nên lão tôn mới đến bảo đài nhờ Như Lai phân biệt thật giả. Trong trời đất có ngũ tiên là thiên, địa, thần, nhân, quỷ. Hay, trời ơi, con ngũ là giả đó. Là lão, lân, mao, ta là thật, côn. Hắn mới chính là giả. Con yêu nghiệt này không phải thiên, địa, thần, nhân hay quỷ, mà thuộc bốn loại khỉ hỗn thế, không nằm trong 10 loại trên. Không phải tiên, cũng không phải trùng. Xin hỏi là bốn loại khỉ nào? Thứ nhất là Linh Minh Thạch Hầu, giỏi biến hóa, hiểu thiên thời, biết địa lợi, di tinh quán đẩu. Thứ hai là Xích Khao Mã Hầu, hiểu âm dương, biết sự đợi, giỏi tiến thoái, sống lâu không chết. Loại thứ ba là Thông Tí Viên Hầu, nắm nhật nguyệt, thu núi non, biết lành dữ, đùa giỡn trời đất. Loại thứ tư là Lục Nhĩ Mị Hầu, giỏi nghe tiếng, biết xét đoán, hiểu trước sau, hiểu rõ vạn vật. Ta thấy Ngộ Không giả chính là Lục Nhĩ Mị Hầu. Loại khỉ này biết được việc ngoài ngàn dặm, để ai nói chuyện đều có thể nghe thấy, giỏi nghe tiếng, biết xét đoán, hiểu trước sau, hiểu rõ vạn vật. Cái tình yêu quái này, người nói ta hay sao? Muốn chạy đi đâu? Ngộ Không, đừng có đánh nó. Trời ơi, hình như là Phật Tổ, người không thể tha cho nó. Tên nghiệt xúc này đánh sư phụ ta và cướp hết hành lý. Nó làm rất nhiều chuyện ác, quan trọng nhất là nó còn bắt chước lão tôn. Người nói xem nó là cái thứ gì đây? Ngộ Không, ngươi có biết tại sao hắn lại giả dạng ngươi không? Làm sao mà lão tôn biết được chứ? Lúc ngươi bị sư phụ đuổi đi, thiện tính bị hoài nghi, đạo tâm bị lung lay, nên sinh ra hai lòng. Con Lục Nhĩ Mị Hầu này đã nhân cơ hội chiếm giữ lòng thứ hai của ngươi, giả dạng ngươi để làm việc ác, nên thiên cung, địa phủ, Quan Âm tôn giả và sư phụ sư đệ của ngươi đều không thể phân biệt được. Sao lão tôn lại hai lòng được chứ? Phật Tổ, ta thấy chắc là người đã hồ đồ rồi. Ngộ Không, ngươi theo sư phụ ngươi là Huyền Trang đến Linh Sơn để thỉnh kinh, ý chí không kiên định. Lúc ngươi đi ngang qua vách đá ở ven biển, ngươi đã nói những gì? Cái tên Đường Tăng ngươi có gì ghê gớm chứ? Ngươi chẳng qua chỉ là vị đệ tử của Như Lai thôi. Ngươi lại chẳng có bản lĩnh hàng yêu trừ ma gì. Có bản lĩnh thì ngươi hàng một con yêu quái cho lão tôn xem thử. Nếu không có lão tôn ta bảo vệ, ngươi đã chết 800 lần rồi. Ngươi chạy đến chỗ của Nam Hải Quan Âm kể khổ, lại còn cầu xin gỡ dòng kim cô ra để quay về quan giả. Đó chính là khởi nguồn của hai lòng. Phật Tổ nói rất đúng. Thì ra là vậy. Trong trời đất, từ thiên, địa, thần, nhân, quỷ đều có ma chướng hai lòng. Khi tiện tâm bị dao động, trực tâm bị dẫn đục, Phật tâm bị lung lay thì sẽ sinh ra hai lòng. Ma quỷ sẽ thừa cơ hội đó để thâm nhập, ác niệm nhiều lên, tà ma hoành hành. Đợi ngươi diệt được hai lòng, toàn tâm một lòng hướng thiện, một lòng cầu Phật, hộ tống sư phụ ngươi sớm ngày đến Linh Sơn thỉnh được chân kinh, thì những nghiệt xúc như Lục Nhĩ Mị Hầu này sẽ không có cơ hội để xuất hiện nữa. Tự nhiên chúng sẽ quay về rừng núi.
tự sinh tự diệt. Phật tổ à, đệ tử xin nghe theo lời dạy của người. Tốt, hãy mau quay về chỗ của sư phụ ngươi đi. Mong các ngươi sớm đến Linh Sơn thỉnh được chân kinh. Nhị sư huynh, sư phụ, đệ tử đã tới Hoa Quả Sơn và Thủy Liêm Đồng theo lời của thầy để tìm hành lý. Con kiểm tra rồi, không thiếu thứ gì hết sư phụ. Bắt giới, dứt dạy cho con thôi. Sư phụ, sư phụ. Con khỉ thú này. Sư huynh, sư phụ. Sư phụ, bắt giới. Con khỉ thú. Bắt giới, bắt giới, ta là Ngộ Không thật đây. Rốt cuộc ngươi là thật hay giả đây? Bác giới, ta là sư huynh đệ của ngươi, ngươi không nhận ra lão tôn hay sao? Đường Huyền Trang, kẻ hôm trước đánh ngươi là Ngộ Không giả, Lục Nhĩ Mị Hầu. May nhờ Như Lai phân biệt nên đã bị thu phục. Giờ ngươi phải thu nhận lại Ngộ Không. Trên đường đi vẫn còn ma chướng, nên cần có hắn bảo vệ ngươi thì mới đến được Linh Sơn gặp Phật cầu kinh. Đừng trách Ngộ Không nữa. Xin nghe giáo chỉ. Thiện tai, thiện tai. Sau này bốn thầy trò các ngươi phải đồng tâm hiệp lực, khoan dung lẫn nhau, không được nảy sinh mâu thuẫn nữa, không được chỉ trích oán hận lẫn nhau. Hợp lực đến Tây Thiên lấy được chân kinh mới được. Đệ tử xin ghi nhớ lời dạy, sẽ xem xét lại bản thân và tự mình sám hối. Các ngươi đi đi. Sư phụ, đệ tử biết lỗi rồi, khiến người chịu khổ rồi. Vậy là tốt rồi. Sư phụ. Vậy là tốt rồi. Sư phụ. Đại sư huynh. Xa sư đệ. Lão xa, người này chắc là thật rồi đó. Cái tên ngốc này, sao giờ quên mới về, làm cho đệ nhớ muốn chết luôn à. Hầu ca, để nói cho huynh nghe, sư phụ cả ngày cứ nghiêm ngặt, lão sa lại là người buồn chán, làm đệ chẳng muốn đi Tây Thiên nữa. Con huynh ở đây, chúng ta dọc đường có thể cãi qua cãi lại, nói chuyện cười đùa. Đúng vậy, đúng vậy. Sư phụ à, con nghe thấy có người nói là thầy nghiêm mặt cả ngày không nói chuyện, còn nói lão sa con là một người buồn chán nữa. Không. Là ai nói ta cả ngày đều nghiêm mặt vậy? Ý con là người đó mà. Tên ngốc. Lúc ta không có ở đây, có phải đệ cũng nói xấu ta không? Không có. Hả? Thật sự không có hả? Tha mạng, tha mạng. Tên heo ngốc. Ngộ Không. Ngộ Không, Ngộ Tình, đi thôi. Dạ, con đây sư phụ. Sư phụ, huynh đệ đánh con. Heo ngốc, đi, mau lên, mau lên. Nhanh lên. Đi mau lên, mau lên. Đi mau lên. Đi thôi bác giới. Để cũng gánh thay cho Ngộ Tĩnh đi. Hành lý cũng phải thay nhau mà gánh chứ. Quynh chỉ biết nói cái miệng thôi à. Sao Quynh không gánh giùm đi? Để kêu ta gánh sao? Nếu để có thể bắt yêu quái thì cần phải gánh hành lý à. Bắt yêu quái thì sao chứ, lão trời cũng đâu phải chưa từng bắt qua. Suốt dọc đường đánh nhau với bao nhiêu yêu quái, chẳng có gì là mới mẻ hết được. Phải không sư phụ? Ngộ Không à, hay là chúng ta nghỉ một lát đi. Con nhìn Ngộ Tĩnh đi. Sư phụ, con không sao. Sư phụ, chúng ta nghỉ một chút đi. Nhìn sư đệ mệt quá rồi kìa. Ta khinh. Đệ đó, đây gọi là heo cắm thêm cọng hành vào mũi, giả làm voi. Sư phụ, hầu ca nóng quá, ngớ ngẩn luôn rồi. Tên ngốc kìa. Ngộ Không. Nhưng lại nghỉ ngơi uống miếng nước đi. Không làm mất bao nhiêu thời gian đâu. Bắt giới. Thank you.
sao vẫn còn nóng như vậy chứ? Trời ơi sư phụ, người không biết đó thôi. Trên đường đến Tây Phương có đi ngang Tư Cáp Lý, thường được gọi là nước thiên tận. Ở đó ba ngày mặt trời vừa mới mọc là đã nóng tới mức làm người ta phát điên lên. Sau khi mặt trời lặn thì mới mát mẻ hơn một chút. Thời tiết nóng nực như vậy chắc là không còn cách Tây Phương bao xa nữa đâu. A-di-đà-phật. Sư phụ, người xem đi, cô nấy lại cười trộm nữa rồi kìa. Ngày nào cũng phải nghe nguyện vọng của tên héo ngốc này. Nào là trời mưa không đi được nữa, gió to không đi nổi nữa, trời nóng quá giả mồ hôi không đi nổi nữa. Nếu cứ dùng dằn sớm nắng chiều mưa như đệ thì đến chừng nào mới tới Tây Thiên? Dù là đi từ lúc nhỏ cho đến lúc già, rồi đi từ lúc già cho đến lúc nhỏ, cứ đi như vậy ba đời thì cũng chưa chắc biết lúc nào đến được Tây Thiên. Đại sư huynh, huynh bớt nói vài câu đi. Im đi, ta nói có gì sai chứ? Chúng ta đi bao nhiêu năm rồi? Đại sư huynh, ta nói sai nữa hả? Sư phụ à, đại sư huynh cũng chỉ nói giỡn mà thôi. Suốt dọc đường cũng may có các con nói chuyện đùa, nếu không thì không biết sẽ buồn chán tới chừng nào. Đúng vậy, đúng vậy. Hầu ca, vị huynh nói thử xem, tại sao nơi này nóng dữ vậy? Chuyện này chắc là do thiên thời không chuẩn, vẫn đang hè chứ không phải thu. Không phải, đó là do đã tới nước thiên tận rồi. Thôi đi. Tên ngốc, để có dám đánh cược với lão tôn ta không? Cược thì cược, ai sợ ai. Lão Sa, để làm chứng nha. Sư phụ, người và lão Sa đều làm chứng nha. Nếu trong hai con ai thua cuộc thì người đó sẽ phải gánh hành lý suốt đời. Quỳnh thua cái chắc rồi. Ta sẽ làm chứng. Ngươi là quái nhân từ đâu đến, đứng trước cửa nhà ta để làm cái gì? Nè ông lão, đừng sợ. Tuy trong bề ngoài ta có hơi quái dị một chút, nhưng mà ta không phải là kẻ xấu. Bọn ta là khâm sai của Đông Thổ Đại Đường, đang đến Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Thầy trò bọn ta có tổng cộng là 4 người. Thứ nhất là không biết vì sao thời tiết lại nóng bức gì vậy. Hai nữa là không biết đây là chỗ nào. Xin đắc tội hả? Thì ra là vậy. Lão đây nhất thời qua mắt, không nhận ra tôn nhân, xin đừng trách tôi. Không trách đâu. Đã làm phiền rồi. Sư phụ, có thể vào được rồi. Chắc hẳn đây là sư phụ của ngài đúng không? Đạo chí chủ bực tăng xin cúi chào. Vị sư phụ này, mời vào trong, mời vào nhà ngồi. Đa tạ. Mời sư phụ. Không có sợ. Bình bất kể. Mời. Đây, mời các vị trưởng lão dùng trà. Xin đợi một lát, cơm chay sắp nấu xong rồi. Đây. Mời. Đa tạ. Mời. Xin hỏi lão thí chủ, đã sang mùa thu rồi, nhưng sao vẫn còn nóng bức như vậy? Nơi đây là Hoa Diêm Sơn, không xuân thu, bốn mùa đều nóng. Hoa Diêm Sơn, ngọn núi đó cách chỗ này khoảng 60 dặm. Muốn đi Tây Thiên buộc phải qua đó. Trong phạm vi cách Hoa Diêm Sơn 800 dặm, qua cỏ không mọc nổi, người thú đều khó sống. Cho dù có là mình đồng gia sắc, muốn đi qua núi này cũng chắc chắn sẽ bị nóng chai chết. Nhưng mà nóng bức như vậy, ngũ cốc không cách hạt, trồng trọt rất khó khăn, các người sống bằng cách nào đây? Trưởng lão không biết đâu thôi. Ba tanh ở đây có thể sống được đều là nhờ vào khẩn cầu Thiết Phiên Tiên ban ơn. Hả? Thiết Phiên Tiên? Thiết Phiên Tiên có một cây quạt ba tiêu. Nếu như mượn được, một quạt tắt lửa, hai quạt cho thủ, ba quạt mưa xuống, chúng tôi sẽ có thể gieo trồng thu hoạch để sống qua ngày. Vậy thì để lão tôn đi mượn cái quạt đó về, chúng ta dùng là được rồi. Nếu các vị không có lễ vật, e rằng vị thần tiên đó không chịu giúp đỡ đâu. Vì phải có lễ vật gì? Chỗ chúng tôi đây cứ 10 năm lại cống lễ một lần,
bông heo bông dê, tiền bạc lúa là, hoa thơm trái ngọt, gà vịt rượu ngon, một lòng thành kính. Dần đến tiền sơn, vị thanh hiền đó nhìn thấy lễ vật, nếu như hài lòng thì mới đến giúp đỡ. Tiết phiên tiền đó hiện đang sống ở động nào vậy? Cách chỗ này bao nhiêu xa? Núi đó ở phía tây nam, tên là Thúy Dân Sơn. Trên núi có một tiền động tên là Động Ba Tiêu, cách chỗ này khoảng 1456 dặm. Lão tôn ta đi rồi về ngay, mọi người đợi ta một lát hả? Ê, đừng vội, tưởng lão cứ ăn cơm uống trà trước đã, rồi đem theo ít lương khô, phải hai người đi cùng mới được. Trên đường đến đó không có nhà dân, lại nhiều hổ sói, đi về phải mất cả một tháng lận. Không cần, không cần lâu như vậy đâu, lão tôn ta đi sẽ về ngay thôi mà. Thần tiên, nhớ chăm sóc tốt cho sư phụ ta đó. Các vị đều là thần tiên sao? Tiêu đại ca, Tiêu đại ca, đừng sợ, đừng sợ chứ. Nghe ta nói đây, nghe ta nói đây nè, đừng có sợ. Nè, nghe đây, ta không phải là yêu quái đâu. Cái con khỉ này làm ta sợ hết hồn à. Tiêu đại ca, nơi này có phải là Thúy Dân Sơn không? Phải thì sao đi. À, có cái động tên là Động Ba Tiêu gì đó của Thiết Phiến Tiên, biết sao vậy? Đúng là có Động Ba Tiêu thật à? Nhưng mà không có Thiết Phiến Tiên đâu, chỉ có Thiết Phiến Công Chúa thôi. À, Tiêu đại ca, nghe nói bà ta có một cây quạt thần có thể dập tắt quả diễm sơn đúng không? Đúng vậy, không sai. Bảo bối đó của bà ta có thể dập lửa, đã cứu được rất nhiều người. Mọi người đều gọi bà ta là Thiết Phiến Công Chúa. Nhưng chỗ chúng tôi không cần đến bà ta, nên đều gọi bà ta là Bà La Sát. Bà ta là vợ của Ngưu Mai Dương. Là Ngưu Mai Dương? Đúng vậy. À, là cha Hồng Hà Nhi đúng không? Không sai, chính là cha của Hồng Hà Nhi. Sao lại là hắn chứ? Có phải Hồng Hà Nhi ở Quả Dân Động Khe Khô Tùng Hiểu Sơn không? Đúng vậy. Đó là cháu của ta. Còn ta là huynh đệ của Ngưu Mai Dương. Tiểu đại ca, huynh đừng đi mà. Tiểu đại ca, Tiểu đại ca, đừng có đi, đừng có đi. Huynh vẫn chưa cho ta biết muốn đến Động Ba Tiêu phải đi sao đây? Đi theo con đường đó về hướng đông, không bao lâu sẽ tới Động Ba Tiêu thôi. Được. Đa tạ. Không có gì. Đi. Từ từ đi nha. Người đâu? Mời đại dương. Dạ, mời đại dương. Đại dương giá đâu? Lùi xuống. Dạ. Gì tốt chứ, cả người toàn mùi hồ ly, làm con trâu chết tiệt chàng choáng váng rồi đúng không? Chàng đúng là quá ngu ngốc, đồ trâu ngu ngốc,
Chàng đúng là một con trâu ngu ngốc. Cho dù ta đã đồng ý với chàng, nhưng mà chàng đi cả năm trời cũng không thèm về nhà lấy một lần, không thèm hỏi thăm ta ở nhà có khỏe hay không, cũng không biết ta có nhớ chàng hay không. Con trâu ngốc, con trâu đần độn, con trâu chết tiệt. Ta đánh chết chàng, ta đánh chết chàng, con trâu đần độn. Hả? Ngưu đại ca, mở cửa đi. Ngươi tìm ai hả? Ta tìm đại dương Ngưu Ma Dương. Nhà các ngươi, ta là huynh đệ của huynh ấy. Ta là Tôn Ngộ Không đây. Đại dương nhà ta không có ở nhà. À, vậy tẩu tẩu của ta có ở nhà không? Ngươi tìm đại dương nhà ta có chuyện gì? À, ta phải bẩm báo sao đây? Là như vậy. Ta là Tôn Ngộ Không, huynh đệ của đại dương Ngưu Ma Dương các người. Ta bảo vệ thánh tăng lại đường đi Tây Thiên thỉnh kinh, phải đi qua Quả Diệm Sơn. Ai ngờ lửa của Quả Diệm Sơn cháy quá to, cho nên lão Tôn đây muốn mượn quạt ba tiêu của nhà ngươi dùng một lát. Rồi rồi rồi, ngươi đợi một chút. À, đa tạ đa tạ nha. Phu nhân. Phu nhân. Có chuyện gì? Phu nhân à, ở bên ngoài động có một hòa thượng đi Tây Thiên thỉnh kinh, muốn gặp phu nhân, muốn mượn quạt ba tiêu để đi qua Quả Diệm Sơn. Hòa thượng đi thỉnh kinh à? Tên của hắn là gì? Là Tôn Ngộ Không. Có phải là tên mặt khỉ miệng khỉ không? Dạ đúng là hắn. Hắn còn nói hắn là huynh đệ của đại dương. Con trâu chết tiệt, đáng chém ngàn đau này, toàn đi kết giao với đám bạn khỉ chó. Nếu như không phải tại hắn thì Hồng Hải Nhi của ta đâu có đi theo Bồ Tát. Cái tên này đúng là không biết sợ chết, không biết xấu hổ, còn dám đến đây mượn quạt của ta. Bay đâu, mang áo giáp và vũ khí đến đây. Dạ. Tôn hầu kia, ngươi thật là to gan, dám đến đây để nộp mạng. Bái kiến tẩu tẩu. Ai là tẩu tẩu của ngươi? Tẩu tẩu đó. Tẩu tẩu, ta và Ngưu Mai Dương là huynh đệ kết nghĩa, huynh ấy là đại ca, còn ta chính là tiểu đệ. Vậy thì tẩu chính là Ngưu tẩu tẩu của ta, còn gì nữa? Còn khỉ kìa, nếu như đã là huynh đệ, tại sao còn hại con trai của ta? À, Lĩnh Lan là ai vậy? Con trai ta là Thánh Anh Đại Dương Hồng Hài Nhi của Quả Dân Động Khe Khô Tùng ở Hiệu Sơn. Ta chính là mẹ ruột của nó. Ta không biết đi đâu để tìm người báo thù, hôm nay người tự đến đây nộp mạng, tại sao ta phải tha cho ngươi? Hóa ra Thánh Anh Đại Dương đó là con trai của tẩu tẩu à? Trời ơi, tẩu tẩu, tẩu tẩu không biết đó thôi. Hôm đó Hiền Điệt đã bắt sư phụ của ta, đem nhốt ở trong lòng hấp, tính hấp lên ăn thịt sư phụ. Mai nhờ ta nhanh trí đã nhờ Quan Thế Âm Bồ Tát đến cứu. Kết quả là Quan Thế Âm Bồ Tát đã thu nhận cháu nó, phong cho làm thiện tài đồng tử rồi, thọ ngang với trời đất, cùng tuổi với Nhật Nguyệt đó. Tẩu tẩu à, đó không phải là chuyện tốt sao chứ, có phải không? Ngươi im đi. Đúng, con trai của ta đã làm thiện tài đồng tử. Nhưng mà kiếp này đến khi nào mẹ con ta mới có thể gặp lại nhau? Gặp được chứ, gặp được. Tẩu tẩu, hay là như vậy đi, tẩu cứ đưa quạt cho ta dùng một lát, sau đó ta sẽ đi nói với Quan Âm Bồ Tát một tiếng, rồi đem cả quạt lẫn con trai trả lại cho tẩu. Ta quạt tắt được Quả Diệm Sơn sẽ quay lại được không? Được, ngươi để ta chém ngươi vài nhát, nếu như ngươi chịu đựng được đau đớn, ta sẽ cho ngươi mượn quạt. Nếu như ngươi không chịu nổi, ta sẽ tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương. Coi kìa, tẩu tẩu, tẩu tẩu xinh đẹp như vậy mà sao lòng dạ ác độc dữ quá. Thôi được rồi, được rồi, tẩu tẩu đừng có nuốt lời đó nha, lão tôn ta sẽ để tẩu chém vài nhát chơi ha. Được. Tẩu tẩu, xong rồi hả? Đừng có đi, đừng có đi, đừng có đi. Tẩu tẩu, đừng có đi mà. Tẩu tẩu cũng đã đánh lão tôn ta rồi, chửi cũng chửi rồi, bây giờ tẩu hãy cho ta mượn quạt. Buông tay ta ra. Không, không buông, không buông, tẩu không cho mượn, không buông đâu. Được. Nếu như ngươi buông tay ta ra,
ta sẽ cho ngươi mượn quạt. Tẩu tẩu, nè tẩu tẩu, nói không được nuốt lời đó nha. Ta sẽ không nuốt lời đâu. Được, được, được. Bây giờ ta sẽ quạt cho ngươi bay đi luôn. À! Con khỉ chết tiệt, lần sau ngươi còn đến đây, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Có chuyện gì vậy? Là ai đánh trống chuông vậy? Không phải là đại thánh năm ngoái lên đây nhờ Bồ Tát đi hàng hoàng phong quái sao? Đúng vậy, chính là đại thánh. Phải sao hắn lại ở đây? Nhìn kìa. Hắn chóng mặt rồi. Chóng mặt rồi, chóng mặt rồi. Đại thanh, người vẫn ổn chứ? Ai đang nói chuyện với ta đó? Đến thì đến thôi, còn đánh chuông giúp mọi người. Ai đánh chuông giúp người chứ? Trời ơi, đây là đâu vậy? Đây là Tu Di Sơn. Tu Di Sơn. Linh Các Bồ Tát. Chúc mừng đại thanh, người đã thỉnh kinh trở về rồi à? Ê, trời ơi, ta đã nào thỉnh được kinh gì? Nơi này còn cách Tây Thiên xa lắm, sao ta lại đến đây chứ? Hả? À, tại sao? Nếu người vẫn chưa đến Lôi Âm thì sao lại quay về núi Quan chứ? Hả? Để ta xuống nói chuyện, để ta xuống nói chuyện. Ê, Linh Các Bồ Tát à, ta nói cho người nghe, kể từ sau khi người thu nhận Ngộ Không phong quái đó, ta đã tiếp tục đi Tây Thiên gặp rất là nhiều khổ sở. Trời ơi, lại đây. Người coi mắt ta đó. Trời ơi, Bồ Tát à, thầy trò ta đang đi qua Quả Diệm Sơn mới biết lửa của Quả Diệm Sơn cháy rất lớn. Chỉ có cái quạt kia của Thiết Phiến Công Chúa mới có thể dập tắt được lửa. Nào ngờ Thiết Phiến đó lại là vợ của Ngưu Ma Dương, mẹ của Hồng Hải Nhi. Ta đến chỗ bà ta mượn quạt, bà ta không chịu cho mượn, còn quạt một cái làm ta bay tới tận đây luôn. Cho nên mới gặp người như vậy nè. Đến Tu Di Sơn rồi, bây giờ phải hỏi đường về thôi. Cái quạt bà Tiều đó vốn là một linh bảo ở núi Cồn Luân, được sinh ra bởi đất từ thời khai thiên lập địa. Đó là tinh diệp của mặt trời, nên có thể dập được lửa. Nếu dùng để quạt người thì người đó sẽ bay xa những 84,000 dặm. Nơi này cách Quả Diệm Sơn khoảng hơn 50,000 dặm. Đại thánh thần thông quảng đại nên mới bay gần như vậy đó. Nếu như người phàm không biết bị quạt bay đến đâu rồi. Nè Linh Các Bồ Tát, ta muốn hỏi người một chuyện. Rốt cuộc bốn thầy trò bọn ta phải làm sao mới có thể qua được Quả Diệm Sơn đây? Năm đó ta được Như Lai chỉ giáo, được ban cho một viên Định Phong Đan và một cây Phi Long Trượng. Phi Long Trượng đã dùng để hàng phong ma, nhưng Định Phong Đan vẫn chưa được dùng đến. Bây giờ ta tặng nó cho đại thánh. Người có nó rồi sẽ không bị quạt bài nữa. Người mượn được quạt rồi, quạt tắt hết lửa thì sẽ vượt qua được Quả Diệm Sơn. Trời, đa tạ nghe, đa tạ. Đi. Ê, đại thánh, Ngộ Không bay 50,000 dặm về hướng tây bắc thì sẽ đến động Ba Tiêu ở Thúy Vân Sơn. Tẩu tẩu, mở cửa đi, ta quay lại rồi đây. Phu nhân, lại có chuyện gì nữa vậy? Tôn Ngộ Không lại quay trở lại rồi. Không phải chứ? Hắn con khỉ khốn kiếp, cũng thật là có chút bản lĩnh. Bảo bối của ta đã quạt ngươi thì phải bay xa 84,000 dặm mới dừng lại được, tại sao quay về nhanh như vậy? Để ta quạt 2-3 cái một lúc cho hắn khỏi tìm đường về luôn. Tẩu, ta quay lại rồi đây. Con khỉ chết tiệt, ngươi đến để nập mạng à? Ngươi có thôi đi không? Tẩu tốt, cuối cùng thì tẩu cũng ra rồi. Tẩu à, tẩu nhìn xinh đẹp như vậy mà sao tâm địa độc ác quá trời. Lần trước quạt ta bay quá trời thê thảm, tẩu cho ta mượn cây quạt một chút xíu đi. Được, ta sẽ cho ngươi mượn. Tẩu, cái quạt của tẩu lần trước quạt ta bay thê thảm, khó khăn lắm mới trở về đây được, ta khổ lắm đó. Lần này ta sẽ cho ngươi vĩnh viễn không bay về được. Không bay. Hả? Vẫn không bay.
thổi không bay hoặc không bay, thổi không bay hoặc không bay, thổi không bay hoặc không bay, thổi không bay hoặc không bay. Tẩu tẩu sao hả, không thổi ta bay được đúng không? Nè tẩu hãy đưa cái quạt cho ta mượn một chút thôi. Quay về đi. Ê ê tẩu 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 vẫn chưa đưa quạt cho ta mà. Chà, viên định phong đăng này quá nhiên lợi hại. Ta biết. Mệt chết mất. Khát rồi, rót trà đi. Dạ. Nhanh lên đi. Nè. Tẩu tẩu, cho ta mượn quạt ba tiêu dùng một lát đi. Bay đâu? Đã đóng chặt cửa lại chưa? Dạ, đã đóng chặt rồi. Tẩu tẩu, ta ở đây. Tẩu khát không? Để ta rót thêm nước cho tẩu tẩu nha. Sao ta nghe thấy tiếng Tôn Ngộ Không la hét ở đâu vậy? Nhanh nhanh nhanh, đi coi thử coi. Tẩu tẩu, ta đang ở trong bụng của tẩu tẩu đây. Tẩu vẫn không chịu cho ta mượn cây quạt một lát hay sao? Phu nhân. Hả? Tôn Ngộ Không đang kêu gào trong bụng của phu nhân đó. Hả? Nghe tẩu tẩu, ta tặng tẩu tẩu điểm tâm trước nha. Hey. Phu nhân không sao chứ? Phu nhân. Mau qua đây đi. Ê, trời ơi tẩu tẩu, gần đây tẩu tẩu ăn những gì vậy? Hả? Ta tặng thêm cho tẩu một ít điểm tâm cho đỡ đói đây. Phu nhân, phu nhân, phu nhân. Phu nhân, phu nhân. Phu nhân, phu nhân. Phu nhân à, phu nhân. Phu nhân, phu nhân. Phu nhân. Con khỉ chết tiệt, ngươi chui ra phu đi. Không sao chứ phu nhân? Sao hả? Tẩu tẩu đã suy nghĩ xong chưa? Tôn Ngộ Không. Phu nhân, phu nhân. Thục thục, thục thục. Thúc thúc tha mạng đi. Bây giờ tẩu tẩu mới chịu nhận ta là thúc thúc hay sao? Nể tình của đại ca nên ta không dày dò tẩu tẩu nữa. Cho ta mượn quạt chút đi. Thúc thúc, ngươi hãy ra ngoài trước đi. Rồi ta, ta sẽ cho ngươi mượn quạt. Mau đi lấy quạt nhanh lên. Dạ dạ. Tẩu tẩu, há miệng ra đi. Ta ra đi. Được được. Tẩu tẩu, đa tạ tẩu tẩu, dùng quạt xong rồi ta sẽ trả lại cho tẩu ngay. Vay ân lực hay na ya sinan derdi. Yasinin derdi. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.